Kính thưa quý vị, nhà Nguyễn Sixtine mở cửa lại sau 30 năm tu bổ, tin từ Rome, Ý Đại Lợi. Nhà thờ Santa Maria Antiqua có niên đại từ thế kỷ thứ 6 ở Roma, nước Ý, nơi lưu giữ bộ sưu tập quý hiếm về nghệ thuật công giáo thời kỳ đầu, đang mở cửa trở lại cho công chúng sau hơn 30 năm tu bổ. Tòa lạc tại chân đồi nơi nhiều hoàng đế La Mã từng sống, Santa Maria Antiqua, từng bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất hồi năm 847 và đến năm 1900 mới được tìm lại. Hiện thời nhiều bức bích họa vẽ thánh, những người tử vì đạo, hoàng hậu, giáo hoàng và hoàng đế đã được phục hồi với chi phí 4 triệu Mỹ Kim. Số tiền này được chính phủ Ý và quỹ các công trình thế giới tài trợ. Đây là nhà thờ có niên đại từ đầu thời Trung Cổ, có nhà Nguyễn Sixtine. Nơi đây thu thập những gì đặc sắc nhất của nền văn hóa Kitô giáo giữa Roma và Byzantine, thành phố Hy Lạp cổ đại hiện là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số đó có bức họa mô tả Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng. Đây được xem là một trong những biểu tượng công giáo lâu đời nhất thế giới. Song song với ngày mở cửa trở lại là một cuộc triển lãm sử dụng công nghệ 3D cho thấy lịch sử của hội thánh qua nhiều tầng lớp khác nhau của sự phát triển.